chào tất cả các bạn, mình là Thu đây. Hôm nay mời các bạn cùng vào bếp làm với mình món bánh rán nhân đỗ nhé. Nguyên liệu mình dùng là 200g bột nếp các bạn này. Mình đã cân rồi. Cho vào tô để mình chuẩn bị đi trộn bột. Thêm vào đây là mình dùng 20g bột gạo tẻ nữa. Hai cái thìa muỗng canh đấy. Mình dùng vào đây là thêm 8g bột nở. Cho vào đó thêm là một chút muối các bạn ạ. Thìa đường. Mình dùng ở đây là 100g khoai lang. Khoai lang này các bạn phải đi luộc chín đi nhá. Đây là cái khoai mình đã luộc chín rồi và dằm nát, dằm nghiền nát ra. Các bạn có thể dùng máy để nghiền nát, và hoặc mà nó chín rồi thì chỉ cần lấy thìa thôi. Chúng ta sử dụng nước ấm. Nước này thì chúng ta đổ vào từ từ thôi. Mình không đong là cụ thể bao nhiêu, nhưng mình cứ đổ vào từ từ các bạn ạ. Bởi vì tùy theo cái lượng bột của mình, mới và cũ, đổ từ từ để mình chỉnh nước và bột. Các bạn đảo và đổ nước, cảm thấy vừa rồi thì mình dùng rửa sạch tay và nhào bột nhé. Mình trộn bột, nhào bột này thì mình cũng trộn thật kỹ, mà để mình trộn đến 5 phút. Để cho bột nó quyện vào nhau. Khoai lang này, bột gạo, bột nếp, trong đó có này, một thìa đường và một chút muối. Khi trộn xong thì chúng ta sẽ để bột nghỉ nửa tiếng, và mình sẽ hướng dẫn các bạn phần làm nhân. Nhân bánh mình dùng 100g đỗ xanh không vỏ. Cái đỗ xanh ấy chúng ta phải đi ngâm và nấu chín rồi. Thì đây là cái phần mình đã nấu chín 100g đỗ xanh rồi đấy các bạn. Mình cho vào phần nhân là 2 gói đường vanilla. Thìa đường, thìa cà phê đường. Hai thìa cà phê dừa nảo khô. Bởi vì mình không mua được dừa tươi cho nên mình dùng dừa khô các bạn ạ. Cho thêm vào đây là 4 thìa cà phê nước cốt dừa. Mình cho vào nước cốt dừa để cho cái nhân nó ngậy ngậy béo béo, có mùi thơm nữa. Các bạn đảo đều hết cái phần vừa cho vào, trộn đều lên. Và đồng thời khi trộn đều rồi, mình mang đi lên trên bếp và sên. Tức là phải đảo khô sên cho tất cả các phần nó quyện vào nhau. Các bạn nhớ khi sên trên chảo, mình sên trên chảo chống dính, nhớ cho 1 thìa dầu vào nữa. Phải dùng 10g bùn trắng. Sau khi sên khô rồi mình chia nhân ra làm 12 phần, đồng thời bột mình cũng chia làm 12 phần. Mình đổ vừng trắng ra đĩa và bắt đầu gói bánh. Bánh thì chúng mình chỉ việc đặt đỗ vào giữa, nhân đỗ vào giữa, đồng thời vén tất cả các viên bánh vào, tay khum khum lên. Đấy, xoa tròn bánh và lăn qua vừng. Vừng trắng sẽ bám toàn bộ vào phần bánh phía bên ngoài. Các bạn cứ thế là nặn cho đến hết phần bột đấy nhá. Bây giờ chúng ta chuyển sang phần dán bánh nhá. Cái phần dán bánh này cũng quan trọng lắm các bạn ạ. Mình dùng cái nồi nhỏ thôi, bởi vì mình cũng dán ít bánh thôi. Mình dùng cái nồi nhỏ. Mình đổ vào đây là 800 ml dầu thực vật. Mới đầu các bạn cứ để lửa to cũng được. Và chúng mình sẽ thử dầu xem đã được đủ độ nóng chưa để dán bánh. Chúng ta thử dầu bằng cách là cho đũa xuống dưới dầu và thấy xung quanh đũa nó lăn tăn kiểu có bọt ấy, thế là dầu đã được rồi. Và chúng ta tiến hành sẽ cho bánh vào. Khi cho bánh các bạn cho thật nhẹ nhàng, từ từ nhá, đừng cho mạnh quá để nó dính chặt vào, nó sẽ bị dính chặt vào đáy chảo, đáy nồi. Khi cho bánh vào, các bạn cứ để như thế thôi và không cần phải dở bánh ngay. Tí khi mà đã đủ độ nóng, bánh sẽ tự nổi. Hoặc khi nó đã có độ cứng rồi thì các bạn cứ từ từ cho chiếc đũa xuống và đậy rất nhẹ, bánh sẽ nổi lên. Khi bánh đã vào trong nồi rồi, các bạn nhớ hạ lửa. Lửa của mình 9 số, mình chỉ để 4 số thôi, không cần phải lửa to. Nếu các bạn để lửa to quá, bột sẽ không chín ngay mà rất dễ bị nổ bánh. Đấy, các bạn thấy chưa? Khi mà đã đủ độ rồi thì chỉ cần cái đũa nhỏ của mình hơi xuống dưới cái bánh là bánh tự bật ra khỏi đáy nồi và nó nổi lên luôn. Thì khi nổi lên rồi, các bạn nhớ đảo đều lên. Đảo đều lên để cho bánh nó tròn. Muốn dán bánh giòn ngon, mới đầu chúng mình chỉ cần định hình bánh thôi. Khi bánh tương đối vàng rồi ấy, mình sẽ bỏ ra và gắp ra để đấy. Và khi trước khi ăn, tí nữa mình dán lại một lần nữa, bánh rất giòn các bạn ạ. Đấy, các bạn thấy chưa? Những cái bánh của mình đã nổi đều rồi đấy. Và nó vàng rồi, mình sẽ tiến hành mình bỏ ra. Mình bỏ ra cái rổ, và dưới cái rổ của mình ấy là có giấy để dầu chảy xuống. Nó thấm dầu qua chỗ đó, không để trực tiếp vào giấy, nó sẽ sợ nó dính bánh. Thì mình dán định hình như thế này là được rồi đây này. Đấy, mình sẽ bỏ ra và tí nữa sẽ tiến hành dán một lần nữa thì bánh sẽ cực vàng và giòn. Giống như dán nem đấy, mình cũng dán làm 2 lần. Mới đầu là định hình này, sau đó trước khi ăn chúng ta lại dán lần nữa. Nem rất là giòn, cũng như bánh dán cũng vậy thôi. Cứ thế chúng ta tiến hành dán cho đến hết cái chỗ bánh ấy. Và đây là cái bánh mình dán được lần 2 đây này. Nó còn vàng hơn và giòn. Đấy. Mình cắt thử cho các bạn xem nhé. Bánh giòn rụm và đỗ ở trong mà nó long ra khỏi chiếc bánh ấy, rất là ngon. Mời các bạn cùng thưởng thức nhá. Chúc các bạn thành công.